Cô rất là nhiều. Vậy thì thôi thì trong cái khoảng mà chúng ta đang rất là vui vẻ hạnh phúc với nhau như vậy thì dành tặng thêm một bài hát nữa được không? Tất nhiên rồi, bây giờ không cho hát bài này là Harry cũng không có chịu xuống đâu. Bây giờ Harry hát bài này thì Harry sẽ quậy chung với bạn, được không ạ? Quậy thiệt nha. Rồi Harry sẽ hát một bài hát có mang tên là Anh cưới đi đi ạ. Wow, một hôn tay nha.